tâm ở kia, xuất sanh nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, xuất sanh bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, xuất sanh hết thảy các tam bụi, hết thảy các đà la ni, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát thành tựu các công hạnh như thành tựu sanh thai, thành tựu gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu quyến thuộc, thành tựu xuất sanh, thành tựu tướng trang nghiêm, thành tựu xuất gia, vân vân, cũng đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, cũng từ nơi Bát Nhã Ba La Mật mở thế gian xuất sanh các đại gia, các đại tộc, các cõi trời tứ thiên vương, dẫn đến sắc cứu cánh thiên. Mà ở thế gian có các quả thanh văn, có nhất thiết chủng trí, dẫn đến có Phật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn, người ở cõi Diêm Phù Đề chẳng biết cúng dường, tôn trọng, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, có phải là vì họ chẳng biết làm như vậy, là có nhiều phước đức chăng? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Ở trong cõi Diêm Phù Đề có được bao nhiêu người có lòng tin bất hoại nơi Phật, Pháp và Tăng? Có bao nhiêu người chẳng nghi? Có bao nhiêu người quyết liễu? Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn, ở trong cõi Diêm Phù Đề rất ít người có lòng tin bất hoại nơi Phật, Pháp và Tăng, cũng rất ít người chẳng nghi, rất ít người quyết liễu. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Ở trong cõi Diêm Phù Đề có bao nhiêu người được 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, 8 bối xã, 9 thứ đệ định, 4 vô ngại trí, 6 thần thông? Có bao nhiêu người đoạn được 3 kiết sử, được quả tu đà hoàng? Có bao nhiêu người đoạn được 3 kiết sử, cạn mỏng tham sân si, được quả tư đà hàm? Có bao nhiêu người dứt 5 hạ phần kiết sử, được quả A-na-hàm? Có bao nhiêu người dứt 5 thượng phần kiết sử, được quả A-la-hán? Có bao nhiêu người cầu bích chi Phật đạo? Có bao nhiêu người phát vô thượng Bồ Đề Tâm? Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn, ở trong cõi Diêm Phù Đề rất ít người được 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến rất ít người phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, ở trong cõi Diêm Phù Đề có rất ít người có lòng tin bất hoại nơi Phật, Pháp và Tăng, rất ít người chẳng nghi, rất ít người quyết liễu. Lại cũng có rất ít người được 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến có rất ít người phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Hơn nữa, ở trong những người đã phát vô thượng Bồ Đề Tâm rồi, có rất ít người thực hành Bồ Tát hạnh. Vì sao? Vì đời trước chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng cúng dường tăng, chẳng bố thí, chẳng trì giới, chẳng nhẫn nhục, chẳng tinh tấn, chẳng thiền định, chẳng trí huệ, chẳng nghe nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng nghe bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng nghe và chẳng tu các tam muội, các đà la ni. Lại cũng chẳng nghe và chẳng tu nhất thế trí và nhất thiết chủng trí. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên có rất ít chúng sanh có lòng tin bất hoại nơi Phật, Pháp và Tăng, dẫn đến có rất ít chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Này Kiều Thi Ca, ta dùng Phật nhãn thấy ở phương Đông có vô lượng chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Thế nhưng vì những chúng sanh ấy xa lìa các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên có rất ít người được an trú trong bất thối chuyển địa. Cho vậy mà phần nhiều bị rơi về Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo. Ở chính phương kia cũng đều là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên những thiện nam thiện nữ nào muốn cầu vô thượng Bồ Đề phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, phải thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, rồi lại phải biên chép, cung kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán Bát Nhã Ba La Mật. Những thiện nam thiện nữ này lại còn phải nghe, thọ trì, dẫn đến cúng dường, tán thán các thiện pháp khác nữa. Vì sao? Vì hết thảy các thiện pháp đều quy nhiếp về Bát Nhã Ba La Mật. Các thiện pháp khác gồm những gì? Đó là đàn Ba La Mật, dẫn đến thiền Ba La Mật nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ,
dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà na ni, đại từ đại bi, cùng vô lượng thiện pháp khác. Vô lượng thiện pháp như vậy đều quy nhiếp về Bát Nhã Ba La Mật cả, bởi vậy nên phải nghe, thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tán thán, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì chư Phật khi còn là Bồ Tát cũng tu tập Bát Nhã Ba La Mật cùng vô lượng thiện pháp khác. Vì Bát Nhã Ba La Mật cùng vô lượng thiện pháp đều là pháp tôn quý, là pháp ấn của Thanh Văn, của Bích Chi Phật, của Bồ Tát và của Phật. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền do tu tập Bát Nhã Ba La Mật và các thiện pháp khác mà được nhất thiết chủng trí và qua được bờ bên kia. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên khi Phật còn tại thế, cũng như sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, các thiện nam thiện nữ đều phải y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, nên năm Ba La Mật kia dẫn đến y chỉ nơi nhất thiết chủng trí mà tu tập. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chủng trí là chỗ mà chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ Tát, chư Phật cùng hết thảy thế gian, trời, người, Atula đều phải y chỉ vậy. Luận hỏi: Phật đã nhiều phen tán thán Bát Nhã Ba La Mật rồi, nay vì sao Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn còn so sánh công đức cúng dường Bát Nhã Ba La Mật với công đức cúng dường xá lợi của Phật để làm gì nữa? Đáp: Người chỉ có tính căn thì muốn cúng dường xá lợi, người có huệ căn thì muốn cúng dường kinh pháp. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn muốn biết rõ trong hai trường hợp cúng dường bên nào có phước đức nhiều hơn, nên mới hỏi Phật để được Phật chỉ dạy cho. Phật dạy: Năm Ba La Mật kia đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh. Phật lại cho biết thêm rằng năm độ kia từ bố thí dẫn đến thiền định, nếu chẳng có Bát Nhã Ba La Mật chỉ đạo, chẳng có lực phương tiện của trí huệ Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng thể gọi là Ba La Mật được. Vì sao? Vì liễu đạt 18 không là có được trí huệ. Do có trí huệ mà có được bốn niệm xứ, dẫn đến có được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát tuy chưa có trí huệ Phật, nhưng do đã hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật nên đã rõ được thật tướng các pháp. Do vậy mà được đầy đủ đàn Ba La Mật, dẫn đến đầy đủ thiền Ba La Mật. Hãy nói về hai độ bố thí và trì giới. Người chấp các pháp là thật không thì nghĩ rằng chẳng có tội, chẳng có phước, nên chẳng cần tu các hành bố thí và trì giới. Người chấp các pháp là thật có thì nghĩ rằng các pháp chẳng phải do duyên sanh mà là thường còn. Người chấp các pháp là vô thường thì nghĩ rằng năm ấm thân cũng phải theo thân mà diệt, như vậy cũng chẳng có tội phước ở đời sau. Lại nữa, nếu như nói chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có tội sát sanh, như vậy cũng chẳng cần nói đến giới không sát sanh. Thế nhưng người liễu thông được rằng Bát Nhã Ba La Mật chính là thật tướng của các pháp thì sẽ chẳng bị đọa về hai chấp có không, như vậy mới vào được trung đạo, mới được đầy đủ đàn Ba La Mật, đầy đủ thi la Ba La Mật, dẫn đến đầy đủ các Ba La Mật khác. Bởi nhân duyên vậy nên nói hết thảy công đức tu tập các thiện pháp đều nhiếp cả vào trong Bát Nhã Ba La Mật. Hết thảy các quả báo thế gian và xuất thế gian đều y chỉ vào Bát Nhã Ba La Mật, nên công đức cúng dường Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn công đức cúng dường xá lợi vậy. Hỏi: Vì sao trong cõi chim phù đề có rất nhiều chúng sanh cầu phước đức mà rất ít chúng sanh cầu Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Ở trong cõi chim phù đề rất ít người lợi căn thượng trí, nên đa số chỉ ham cầu phước lợi mà chẳng biết cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Ví như người mù nhặt được quý kim mà chẳng thấy được, nên chẳng biết đó là quý kim vậy. Ở trong cõi chim phù đề, số người thâm tín ba ngôi tam bảo cũng còn rất ít, huống nữa là biết được Bát Nhã Ba La Mật và tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên Phật mới hỏi Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn: Có bao nhiêu người có tính tâm bất hoại nơi ba ngôi tam bảo? Hỏi: Tính tâm bất hoại, không nghi và quyết liễu
có gì sai khác nhau không? Đáp: khởi lòng tin bất hoại nơi tâm bảo là không nghi. Lại nữa, nếu đã không nghi thì đã quyết liễu rồi, cho nên không nghi và quyết liễu dẫn đến sự thành tựu của lòng tin bất hoại. Hỏi: không nghi và quyết liễu có gì sai khác nhau không? Đáp: tin tâm bảo thì gọi là không nghi, do không nghi mà sanh trí huệ, thông rõ được các pháp nên gọi là quyết liễu. Ví như có người lội qua dòng nước là do không nghi, khi đã lội qua bờ bên kia rồi mới biết dòng nước mạnh hay yếu, sâu hay cạn, như vậy gọi là quyết liễu. Lại nữa, khi được kiến đế đạo thì được lòng tin bất hoại, khi được tư duy đạo thì gọi là không nghi, khi được vô học đạo thì gọi là quyết liễu. Hỏi: được ba tâm ấy thì có được quả báo gì? Đáp: có được ba tâm ấy, hành giả sẽ chẳng còn bị chướng ngại trong việc tu tập 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến được 6 thần thông, đoạn được 3 phần kiết sử, chứng quả tu đà hoàng, dẫn đến đoạn sạch các tạp khí, chứng vô vi quả. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn có quả báo sanh được tha tâm trí, thường dùng thiên nhĩ để nghe âm thanh của các đạo chúng sanh sai khác. Nay Ngài lại tu đạo Bồ Tát, được căn tánh lanh lợi, nhập vào các tam muội quán tâm hành của chúng sanh, biết rõ sự hành đạo của chúng sanh trong các đạo.